Trang xin chào khán giả của đài SST 57.11. Kính chúc tất cả khán giả của đài SST 57.11 một ngày làm việc sau khi đã gọi là xong rồi, chạy đây đang ngồi coi Kim Trang Show. Kính chúc mọi người hạnh phúc, tình yêu, gia đạo lúc nào cũng vui vẻ và mong quý vị được thoải mái sau giờ nghỉ ngơi. Vâng, với đề tài cuộc sống muôn màu, ngày hôm nay Kim Trang và An Khoa xin gửi đến tất cả mọi người với những cái gì nó đang xảy ra, tình hình kinh tế và chính trị. Có lẽ Kim Trang nghĩ rằng là tất cả chúng ta bây giờ đã trở lại hầu như với cuộc sống bình thường, nhưng mà nó vẫn có một cái gì gọi là khựng khựng làm cho chúng ta phải rón rén bước từng bước từng bước, và không biết rằng là bây giờ cái gì sẽ xảy ra kế tiếp. Vâng, trước khi tản mạn được đề tài, được bắt đầu với cuộc sống muôn màu, xin An Khoa gửi lời chào đến tất cả khán giả của đài. Vâng, An Khoa xin chào mừng tất cả quý vị khán thính giả của đài SET và chúc quý vị một ngày rất là hữu ích và đắc lực cũng như hạnh phúc thành công. Tại sao mà Kim Trang nói rằng là cuộc sống muôn màu anh nhỉ? Bởi vì Trang thấy rằng là trong cuộc đời của chúng ta hầu như rằng là mình phải mỗi ngày mình phải deal với rất là nhiều situation. Có đôi lúc mình muốn cảm thấy yên phận rằng là ok, hôm nay chuyện nó xong rồi, bắt đầu từ ngày mai chắc mọi sự nó sẽ bình yên. Nhưng mà rồi làm sao? Hôm nay về công việc mình phải đấu với nó, ngày mai tới có chuyện gì với gia đình, rồi ngày kia tới bạn bè, chưa kể tới con cái cần này, rồi chưa kể xã hội cần kia. Nó đủ thứ chuyện và mình có cảm thấy giống như rằng là tại sao mà cái cuộc sống của mình nó quá nhiều thứ xảy ra như vậy? Vâng em, anh thì cũng ngẫm nghĩ về đề tài này rất lâu và mình thấy nên học của những đứa bé mới lớn lên chưa biết nhiều chuyện chính trị chính em thì đời sống rất là tươi vui, nhất là những phụ nữ cũng như là thanh thiếu niên chưa biết được cái xấu xa của xã hội và chính trị, thành thử họ sống là vẫn làm việc hăng say như thường. Thì An Khoa cũng xin truyền lại cho các quý vị một cái niềm tin này, dù nó là mình kêu là có thể nói là hơi khờ, hơi naive đi, nhưng mà thực sự thì nó là cũng một cái niềm mà mọi người đều biết là cái phấn khởi, cái motivation, cái phấn khích của cuộc sống mình, nó giúp cho mình thành công hơn và mình bỏ quên qua cái chuyện chính trị và chính em cũng như là chính phủ có ngu cách mấy, thì hy vọng là bà nội các của họ sẽ dìu dắt họ và mình cũng cầu xin ơn Thượng Đế giúp cho nước Mỹ chúng ta tránh bớt đi những cái ngu muội của bên cầm đầu mà đem tới cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc và may mắn hơn. Đó là quan điểm của An Khoa. Dạ vâng, tại sao mà chúng ta nghĩ rằng là trên thế giới này có biết bao nhiêu điều phải lo lắng và có biết bao nhiêu là chuyện phải xảy ra, nhưng mà chắc chắn chúng ta cũng phải sắp xếp là cái nào là số 1, cái nào là số 2, cái nào là số 3. Bởi vì chúng ta lo nhiều thứ quá, bao đồng quá, rồi chúng ta sẽ bị kiệt quệ, chúng ta sẽ bị gọi là câu lì nè, lo vò trắng răng. Đúng rồi. Mà Kim Trang thấy càng lớn tuổi, cái sự mà gọi là cái sensitive, hồi xưa cũng là câu nói đó, mình không thấy nó là gì cả. Mà bây giờ trong hoàn cảnh, trong tình thế tự dưng cũng là bạn, cũng là câu nói đó. Chỉ cần một cái câu nói mà nó va chạm nhẹ thôi là tự dưng mình đã cảm thấy rằng là mình rất là khó chịu và mình cảm thấy tại sao mà đời nó khó khăn quá. Vâng, cuộc đời chúng ta lúc nào cũng có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu, mặt đúng và mặt sai. Thì mình cũng cầu mong cho chính phủ của mình có được nhiều mặt đúng hơn và nhìn xa hơn, hiểu rộng hơn, không có ích kỷ nhìn đến đảng phái của mình thôi. Tức là An Khoa muốn nói tới bây giờ những cái vấn đề như Kim Trang đã đề cập tới là những vấn đề từ xã hội như là vấn đề nhập cảnh bất hợp pháp, illegal immigration, rất tốn kém cho đất nước này. Nhưng mà vì họ cho qua tự do, họ để như vậy để họ mua phiếu sau này, sau 4-5 năm thì những người này có quyền bầu hết, thì dĩ nhiên là họ bầu cho những bậc cha mẹ
chế độ mà cho họ qua dễ dàng. Thành thử đó là cái một chính sách rất là tồi bại, vì họ không thấy được cái quyền lợi và cái điều cần thiết cho dân mình mà lo cho bên kia trong lúc. Cái đó là anh đang nói về tình hình, mà tình hình di dân bây giờ, di dân những bây người giờ, vâng. Mà gọi là anh Khoa cũng đang lo lắng trong vấn đề, vâng. Mà gọi là tại sao mà nước Mỹ này đang làm việc rất là cực khổ, vâng. Mỗi dân nó chưa gì mà tại sao mà lại để cho người di dân nó qua đây dễ mà dàng phải quá. Lại tốn 86 triệu Mỹ Kim. Tại vì chúng ta không phải là người ích kỷ, đúng không? Mà lại dùng tiền của những người đi làm, tức là những người chăm chỉ làm việc mà không có sự đồng ý của họ, mà đem ra đi nuôi những đứa mà nếu mà anh có nhiều người hỏi anh Khoa thì như vậy bạn để cho mấy người đó chết ở ngay biên giới sao? Không có. Chính phủ nào có trách nhiệm cho công dân của họ? Chính phủ đó phải đưa máy bay cho họ và bay về xứ sở họ, hoặc là xe đò, xe bus thì không cần thiết. Nhưng mà mấy anh không có quyền để cho dân anh, để cho tụi truck cartel nó tổ chức. Em biết mỗi cái đầu người là tụi truck cartel nó trả 7.900 đô. Em cứ nhân lên một tháng nó vô 102.000 người. Thì một năm nó lên tới 10, tức là một năm á, là nó lên tới 120, tức là 1.200.000 người vào nước Mỹ. Thì như vậy á, là mỗi đầu người họ đã tính ra rồi, mỗi ngày mình tốn tới 840 đô cho mỗi người illegal immigrant. Đó là thì cái như vậy mà thì anh Khoa lo lắng. Đất nước mình, yeah. Dân mình chưa đủ sống mà lại đi nuôi mà kẻ trời đất hỡi. Đó là cái tâm tư của anh. Đó là cũng trong một cái muôn màu, là tức là anh Khoa cũng không muốn nghĩ tới, nhưng mà nó cứ hiện nó ra trước hiện mắt đấy. Thành ra là anh đang lo lắng. Nhưng mà cũng có những người nghĩ là tại sao ở xứ Mỹ này được sung sướng, tại sao mình không san sẻ những cái đó cho những người mà gọi là đang thiếu may mắn, và tại sao mình phải thực sự kỳ bo. Chúng ta không đang đó. Sung sướng em. Chúng ta mới vừa còn bị Covid hành hạ. Chúng ta chưa có tự do. Chúng ta chưa mở được hết tất cả doanh nghiệp của chúng ta, nhà hàng, khách sạn, ngay cả rạp hát cũng chưa được mở hết 100%. Tại sao chúng ta lại để cho những đứa đó nó lợi dụng những tụi truck cartel nó tổ chức? Mà hết 50% báo chí Fox News Report là 50% phân nửa của những kẻ ra nhập cản đó bất hợp pháp đều mang Covid, tức là đem Covid qua đây lây truyền cho dân chúng. Đó là một điều mà chúng ta muốn nói đến, là chúng ta thì bị cấm đoán, không đi đứng được, nhưng mà chính phủ chúng ta lại để cho những kẻ bất hợp pháp. Trong hiến chương và luật pháp Mỹ không cho bất cứ kẻ nhập cảnh nào không hợp pháp. Từ lời ông Obama tới ông Clinton, từ lời ông Clinton tới Obama và trước đó nữa đều phản đối việc nhập cư bất hợp pháp. Nhưng mà cái ông này và bà này, Kamala Harris và ông Joe Biden này, tại sao lại có chính sách như vậy? Đó là điều chúng tôi muốn biết. Đó là một cái rất là lo lắng trong cái cuộc sống người ta gọi là muôn màu. Có đôi lúc cái cuộc sống của mình nó có màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đen. Chúng ta không muốn, nhưng mà những cái suy nghĩ giống như anh Khoa vừa nói, nó cứ vào đầu, nó làm cho anh cũng phải quan tâm đến. Dạ vâng, Kim Trang và anh Khoa sẽ trở lại chương trình với tham khảo tiếp tục về đề tài cuộc sống muôn màu cho tất cả khán giả đang theo dõi. Xin mọi người đừng rời máy sau các nhà bảo trợ. Dạ vâng, Kim Trang tiếp tục trở lại với đề tài cuộc sống muôn màu trong tất cả của chúng ta cũng vậy. Bởi vì làm sao? Bởi vì tại sao nói là muôn màu? Bởi vì chúng ta niềm vui á, thường thường nó đi đôi với cái sự lo lắng. Có đôi lúc mình chỉ có muốn cuộc sống của mình nó được vui hoài, nó được hạnh phúc hoài, nhưng mà trời nó không cho như thế. Là bởi vì sao? Là bởi vì những cái gì nó đang xảy ra chung quanh ta, và mình lúc nào cũng phải theo dõi. Tại sao người ta phải coi tin tức
tại sao người ta cứ phải ngồi với nhau là phải bàn luận về một vấn đề này, thảo luận một vấn đề kia, giống như giữa Trang và An Khoa cũng là chỉ là một dân rất là thường, một người dân bình thường, không phải là người chính trị gia mà ngồi phân tích ra từng chút, từng chút, từng chút. Nhưng mà Kim Trang và An Khoa cũng thích nói tiếng nói một cái là rất là bình dân, rất là gần gũi đến tất cả mọi người. Tại vì Kim Trang muốn biết được rằng là cảm giác của mình như thế nào. Giống như Kim Trang Show, tại sao Kim Trang có thể mời được tất cả những người nổi tiếng lên đây để nói chuyện với Kim Trang, nhưng mà Kim Trang thấy những người nổi tiếng thì quá nhiều người mời rồi. Kim Trang chỉ muốn cái sự gần gũi, cái sự đơn giản nhất, những người bạn, những người xung quanh của Kim Trang đây, và thật tình nó là như thế để cho mọi người cảm thấy nó dễ dàng, nó dễ gần gũi hơn, mặc dù là cái phân tích nó không có exactly và chính xác giống như là quý vị muốn vậy. Vừa nãy Kim Trang và An Khoa đã nói về vấn đề cái nỗi lo lắng của người dân là về vấn đề cái người di dân bất hợp pháp. Bây giờ mình nói về vấn đề tình trạng COVID. Cái vấn đề mà virus COVID-19 ấy, bây giờ Kim Trang thấy nó đang rất là khả quan, phải không anh? Vaccine, tại mình vì nói cái, về vấn đề cái vaccine. Vaccine nó đã ra, vâng. Và có rất nhiều người đã được đi chích ngừa. Và khi họ chích ngừa, họ đi ra ngoài, mặt họ tươi như hoa. Họ nói nào là có permit được đi chơi, nào là có permit được hang around. Rồi họ đi lên Facebook, họ bảo chứ this is the first shot. Đầu tiên, second, anh nói cho mọi người nghe đi. Anh thấy tất cả tiểu bang nên theo gương của tiểu bang New York, là họ có một cái, mình kêu là cái passport, trong cái passport mình nó có dấu đóng là mình đã chích được 2 mũi vaccine rồi. Đúng là rồi. Mình nó kêu là fully vaccination đó, tức là đã hoàn tất cái việc chích ngừa rồi. Thành thử nó là một cái kháng chiếu cho mình đi bất cứ nơi nào. Cái ý kiến nó rất là hay. Dạ. Thứ nhất là ví dụ mỗi một người mà đã được hoàn tất chích phòng ngừa rồi á, thì họ có thể đeo một cái nem tag ở đây, đó, màu trắng hay là màu xanh như là đèn xanh á, thì mình đi vô nhà hàng hay đi đeo, mình thấy một nhóm người đó đi với nhau thì không ai mà sợ những người đó nữa. Tại vì chính Khoa nhiều khi mình đi vào, mình An Khoa cũng may mắn được chích 2 mũi rồi, tức là hoàn toàn được phòng ngừa rồi, thì không có carry cái COVID đó, còn vi khuẩn COVID đó nữa. Nhưng mà mình vô nhà hàng hay mình vô siêu thị, họ vẫn bắt mình đeo hóa trang. Thì rất là nhiều bạn phân bày là họ rất là tức tối, tại sao tôi phải tốn công, tốn sức đi chích 2 lần, chính phủ tốn bao nhiêu trăm tỷ tới giờ này để có cho chúng ta, nhất là ông Tổng thống. Mà Trang thấy vui nhất là khi đi chích, người ta cũng hỏi nhau, mày có bị đau tay không, mày có bị bệnh không, mày có bị làm sao không. Vâng, mình tốn kém rất là nhiều mỹ kim như vậy, mà tại sao chích xong rồi vẫn bị đeo mặt khẩu trang, vẫn bị cấm đi đứng, thì nó không có lý, thì thử phải có cái passport đó để cho thiên hạ đi tự do và người ta nhận diện được. Và Trang nghe nói là hình như bây giờ để mình trở lại cuộc sống bình thường, người già đã được chích rồi, bây giờ Trang nghe nói tới hình như có thể cuối tháng 5, tháng 6 này là hầu như sẽ có thuốc cho người ta chích. Hồi xưa người ta chích đó, hồi không trước em. Cách đây người ta phải xếp hàng tới 4-5 tiếng ăn trời nắng chang chang à. Rồi có những người là phải làm ở trong giống như là trong bệnh viện hay là trong những cái mà gọi là có cái care người già hay là phải liên quan tới vấn đề mà gọi là medical á, thì thành ra người ta mới được ưu tiên, đúng không? Thì đúng rồi, thì cái priority của cuộc chích ngừa này là cho những người front line, những người tiên tuyến như là bác sĩ, y tá rồi sau đó những người già. Nhưng mà tinh khả quan bây giờ em muốn nói là tháng 6, tháng 7 này là họ dự định, họ theo cái lịch trình á, thì là phần đông dân già hiện giờ là cũng trên 70% người già đã chích rồi đó em. Thành thử tới mùa hè này á, mình cứ nói là mùa hè đi, có thể là tháng cuối tháng 6 là cuối tháng 7, thì phần đông là nước Mỹ sẽ được chích hết rồi. Vì trung bình bây giờ là mỗi một ngày nước Mỹ này chích trên 1 triệu mũi vaccine. Thì họ cứ tính, đó là một cái điều hay của cái administration này. Mình không phải công bằng tí, mình cái gì họ làm tốt mình cũng khen. Tức là vì họ chích trên một
và trên lịch trình của họ luôn. Tức là họ đều dự định cỡ trích như đây thôi, nhưng mà bây giờ cái sức sản xuất của vaccine nó rất là nhiều, thành thử là tới mùa hè này đó, là họ ước định hầu hết tất cả những người dân Mỹ, 350 triệu người dân Mỹ sẽ được trích gần hết. Thành thử như vậy là một điều kiện rất là hay. Chứ có những người mình có thể nói là họ không tin vào cái vụ trích ngừa này thì An Khoa xin chia buồn với các quý vị đó. Vì theo An Khoa đã nghiên cứu và thấy rất nhiều công ty không, nếu mà anh không trích, tôi không cho anh vô làm. Họ có quyền đó, tại vì đó là bảo vệ cho nhân viên, cho những người khác. Thành thử mình cũng nên trích, tại vì thực sự nó không có một cái conspiracy mà nhiều người cứ đặt ra là trích để cho tụi kia nó làm giàu. Thì bây giờ mình hỏi công ty nào, doanh nghiệp nào mà không muốn làm giàu? Người ta bỏ công sức người ta ra, người ta bỏ tiền bạc đầu tư rất là nhiều, em biết không? Để chế được cái vaccine này tốn cả 100 tỷ. Thì chẳng nghĩ rằng là người ta có quyền đúng, recoup. Và chính Tổng thống bây giờ cũng đi lên kêu gọi. Đúng chúng rồi. Ta cũng chính ông Donald chết. Trump là đầu đảng của tất cả những người Cộng hòa. Mà bây giờ vẫn có những người bạn, An Khoa xin lỗi, mấy người bạn đó là các bạn là Cộng hòa, nhưng mà các bạn lại cứ nghĩ bậy là cái này chẳng nghĩ là tham tham họ nói. Nhưng mà tham tham, chẳng nghĩ họ nói như vậy để họ feel better. Tại vì lúc đó đâu phải ai cũng được chích đâu anh. Không, thì bây họ, giờ họ vẫn vậy em. Họ, em họ, vẫn họ cảm anh giác nói giống chuyện như với là... vài người bạn thân. Thôi thì cái đó thì, là cái vấn đề của cái họ. Vấn đề tự do. Nhưng mà Trang và An Khoa cũng khuyên mọi người nếu mà chúng ta mà được phép thì chúng ta nên, bởi vì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái xã hội, người ta bỏ rất là nhiều tiền ra để mà nghiên cứu, để mà làm cho chúng ta. Và cái này vấn đề nó là làm em... cho mọi người cảm thấy nó có một cái ánh sáng, nó sáng không có. Ra. Cái vấn đề khoa học nữa là như vậy. À, người ta nói là cái sợi dây xích là mạnh nhất, phải không? Nó cột trói. Mạnh nhất là nó chỉ căn cứ vào cái yếu nhất, cái khoanh yếu nhất của nó. Nếu mà mấy người này không chích, tức là cái khoanh đó nó bị nứt rồi, thì khi kéo là chỗ đó nó sẽ ra nứt. Tức là cái bức tường chặn mấy con COVID đó, nó sẽ không tạo ra được một cái miễn dịch cộng đồng nữa. Mục đích chúng ta là phải tạo được, đạt được cái mục đích là miễn dịch cộng đồng. Nó kêu là herd immunity. Khi mà miễn dịch cộng đồng đã đạt tới thì con COVID này, cái dịch này nó sẽ tan biến. Nó tự động nó chết, vì nó không xâm nhập được với cơ thể người nào hết. Nhưng mà những người mà không chịu chích á, thì họ con vi khuẩn đó nó vẫn lan tràn đi. Vì nó nhập vô người của mấy người đó, rồi nó lan tràn cái mấy người còn lại như vậy. Tình thử cuối cùng họ di chuyển, họ sẽ lây qua những người khác ở nước khác nữa. Tình thử như vậy nó không bao giờ chữa hết được. Đó là vấn đề mình cần phải cho họ biết. Cảm ơn anh Khoa đã chia sẻ với tất mọi người. Đó là cái cuộc sống muôn màu, nhưng mà đó là cũng thêm một cái lo lắng về cái con COVID đó. Và đã sự chia sẻ cho mọi người rằng là biết được rằng chúng ta đang rất là vui, có những cái tiến triển rất là tốt. Và chỉ có trong hè này thôi, chàng nghĩ tất cả mọi người sẽ được thuốc và mọi việc hy vọng sẽ trở lại sinh hoạt như là bình thường. Kim Trang và anh Khoa sẽ tiếp tục trở lại với khán giả của đài với cuộc sống muôn màu. Quý vị đừng rời máy sau các nhà bảo trợ. Cảm ơn mọi người đang theo dõi The Kim Trang Show. Dạ vâng, Kim Trang và An Khoa trở lại với khán giả của đài SAT 57.11, tiếp tục với cuộc sống muôn màu. Bởi vì sao? Người ta hay nói rằng là bây giờ lo làm ăn đi, đừng có khe gì về chính trị có nhà nước lo. Nhưng mà nói như vậy thì nó đơn giản quá. Tại vì nếu mà nói như vậy thì đâu có những cái chuyện là dân đi xuống hô khẩu hiệu hay recall hay là biểu tình hay là có tiếng nói. Tại vì mình ở trong một cái xứ văn minh nước Mỹ này, mình vẫn đang có cái tự do ngôn luận. Dù Tổng thống Trump là một tổng thống đã bị YouTube and là Twitter cut vĩnh viễn, một tổng thống mà còn bị như vậy thì mình là cái gì để mình nói được? Nhưng mà mình làm sao? Còn nước là còn tát. Mình còn tự do, mình còn nói, mình cũng phải nhìn tới để mà mình thủ trước và thủ sau. Bởi vì sao?
cái gì nó cũng thể xảy ra, phải không anh? Vâng, đó, vâng. Thì thành ra vừa nãy giống như anh nói về di dân, anh đọc báo làm sao mà anh để yên được. Rồi bây giờ về vấn đề COVID, anh nhìn thấy làm sao anh để yên được, phải không anh? Thì vâng. Bây giờ cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang sống ở trong một cái mà gọi là cái trường hợp mà gọi là có thể nước Mỹ này nó sẽ không có còn như nước Mỹ hồi xưa nữa. Hồi xưa nó trắng và nó nguyên thủy, luật pháp nó thẳng băng à. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu cũng cảm thấy đã sợ rồi. Là bởi vì làm sao anh? Bây giờ nó có, thay vì trắng đen, nó có tới màu xám nữa. Rồi, hồi xưa là xám. Cái gì nó cũng rõ ràng. Nhưng mà càng ngày mình thấy cái màu xám nó vô nhiều quá, tức là nó không hẳn tốt và xấu, trắng và đen, mà bây giờ nó trộn lẫn với nhau và nó ra màu xám nữa. Thành thử cái chuyện đó nó làm cho rất nhiều người phân vân và khó xử. Thì những gì em nói rất là đúng, vì anh em mình đã chia sẻ với nhau, cuộc sống ở đời này không, chúng ta không thể tách rời cái câu chính trị ra khỏi cuộc sống chúng ta. Chính trị là gì? Tức là cái policy, chính sách của chính phủ đưa ra cho dân sống và tạo ra một cái đạo luật để dân chúng. Nếu mà đạo luật đó may mắn là đạo luật tốt thì sẽ đem đời sống chúng ta lên cao. Và nếu mà trái ngược lại, một cái chính sách sai lầm như là immigration này mình thấy, thì bây giờ là dân rất là lầm than. Thành thử cái vấn đề là có nhiều người nói là chúng tôi không muốn nói chuyện về chính trị. Thực sự là không đúng thế nào, vì chính trị nó bao xung quanh em với anh. Từ cái chuyện con mình đi học lại cũng là chính trị. Từ cái chuyện cướp bóc, buôn bán thuốc phiện từ bên kia biên giới nó trong qua. Trong nhà thờ, trong chùa chiền, COVID, trong cộng đồng. Rồi. Trong tất cả đều là chính trị hết. Đều có chính trị. Tức ở là trong đặt đó. Ra chính sách. Chính trị là cái chính sách của những người có bổn phận phải làm cho đúng hiến chương và đúng tốt cho dân chúng. Cái đó mới là chính trị chính đáng. Và tại sao mình không có tiếng nói chứ? Đến đúng bây rồi. Giờ mình vẫn còn được có tiếng nói. Bạn có quyền của bạn, mình có quyền của mình. Mình cái gì tốt thì mình khen, cái gì mình không cảm thấy không tốt, mình vẫn có thể nói. Đó là cái sự tự do của đất nước này. Đất nước này muốn tiếp tục hùng mạnh, chúng ta phải đoàn kết với những khác niệm, những cái khái niệm và những khát vọng mà nó đứng đắn, chính chắn là nó giúp cho con người chúng ta. Thì khi chúng ta thấy chính phủ nó quá rối ren và nó không được tốt, không muốn nói chữ đồi trụy. Nhưng mà nếu mà nó có những chuyện như vậy, chúng ta phải tố cáo, chúng ta phải đòi cái sự thực và pháp luật để nó diệt những cái bị ổi đó đi, để cuộc sống chúng ta hoàn hảo hơn. Đó là nhiệm vụ của công dân một quốc gia xã hội tự do. Đó mới chính là cái tự do ngôn luận mà và quyền tự do của chúng ta phải được xử sự và đem ra áp dụng. Đúng thế. Và Kim Trang nghĩ rằng là trong cuộc sống này á, bây giờ cái sự lo lắng nó đã có rồi, xăng nó đang rất là lên cao. Đổ một bình xăng bây giờ làm sao? 50 đồng, có khi 60 đồng mới chỉ so với hồi xưa đã lên giá rồi. Và bây giờ đi chợ người ta cũng rất là than. Hồi xưa bạn có 200 đô bạn mua cả một rổ xe. Bây giờ cái gì nó cũng lên. Mình ăn một cái bánh mà có bé xíu, cái bánh dày đó, với có miếng giò cạp vô thôi mà 3 đồng 75. Đúng rồi. Hồi xưa chỉ có như 1 đồng rưỡi mà nó không có cắt gì xa cả. Thành ra là mình chỉ có sợ nước Mỹ mình bây giờ nó sẽ không có được như hồi xưa, là đồ ăn hê hề rồi tung bay. Thì em biết có hai sự kiện nó làm cho giá tăng. Cái chính sách tăng hủy bỏ khai thác dầu hỏa Keystone Project XL, đó là cái project mà ông Trump và nhóm Cộng hòa họ đã ủng hộ cả hơn 4 năm nay. Thì chính sách đó đang giúp nước Mỹ hùng mạnh, độc lập về dầu hỏa và dầu khí. Thì tự nhiên lại bị nhóm dân chủ khi lên cầm quyền vừa rồi họ hủy cái đó. Thì khi mà giá xăng lên á, vì không bây giờ không còn dầu để khai thác nữa, chúng ta phải nhờ cậy vào dầu hỏa nhập cảng, thì cái giá nó tăng lên. Mình thấy ngay chạm xăng sau khi bị cái dự luật Keystone Project đã bị hủy á, thì giá nó tăng lên, em mới nói đó. Đúng, tăng lên tại khi chỗ mà giá xăng tăng lên thì tất cả giá của mọi hàng hóa đều tăng, vì sự chuyên chở dầu xăng cao thì
đó là lý do nó thứ nhất theo, anh nói đó. Nó đi theo cái giá xăng. Vâng, yeah. Giá xăng nó cao. Bây giờ anh là nhà chuyên trở, anh chạc em mắc hơn, em là chủ tiệm siêu thị. Và nó em làm, sẽ bị chạc và mắc một hơn. Cái nữa nó làm cho người ta ngại đi xa và đúng ngại rồi. Đi chơi. Mà trong cái đó cái kinh tế xứ Mỹ này nó là cần, gì? Nó cần có cái sự mà chạy tới chạy lui, giao lưu rồi đi chơi rồi cắm trại rồi. Họ không có ngại về xăng, họ không có ngại về đen. That's why nước Mỹ mình đã được hùng mạnh về cái đó. Vâng, nhưng mà lý do thứ hai nó ảnh hưởng tới kinh tế là mình đã thấy lý do thứ nhất rồi là cái chính sách sai. Tự nhiên có hủy cái dự án dầu hỏa. Cái sai thứ nhì là em biết gì? Covid xảy ra, mình đã tốn kém rồi. Quốc gia này đã tốn kém rất là nhiều. Và doanh nghiệp bị đóng cửa, thành thử nó càng xuống sâu nữa. Thành thử hồi này em nói là chúng ta đang sống hạnh phúc, giàu sang không có. Chúng ta sống gần 2 năm nay rồi. Từ cuối năm 2019, đầu năm 2020, nó bùng phát tới bây giờ chúng ta còn trong cái ảnh hưởng của Covid. Thì chúng ta đang sống một hơn cả năm rưỡi trời đã bị khó nhọc rồi. Bây giờ lại còn phải chia sẻ với dân illegal immigrant nữa. Thì cái lý do Covid là lý do thứ hai, nó làm giá cả mắc, em thấy không? Vì bao nhiêu người ở nhà thì doanh nghiệp nó xuống, rồi chuyên trở phải, bây giờ là em thấy là những cái siêu thị lúc mình đang bị cách ly ở nhà đó, thì chỉ có siêu thị sống được thôi, vì thiên hạ lúc đó không đi ăn được. Lên phải mua, vô siêu thị mua. Để mua đồ ăn thì siêu thị là tăng giá lên. Anh nhớ cái hộp mì Thái ấy. Trang nhớ hồi đấy có một lần họ nói là phải mua mấy, để trữ. Bây giờ là 11 đồng luôn. Họ nói để mua để trữ, lúc đó mình đi xếp hàng mình tranh nhau. Rồi, đến rồi. Lúc lần thứ hai họ lại ra một cái nữa, mình đâu có giải nữa. Mình sẽ không có đi, nhưng mà sẽ có những người khác tiếp tục lại dằn dịch. Trang nhớ lại cái thời hồi đó nó kinh khủng thật, đánh nhau vì cái giấy toilet. Trang nhớ nó quý đến độ mình ta nói là đánh bài trên sòng bài cũng phải để giấy ở trên bàn để mà đấu. Rồi đi ra ngoài cũng móc ra. Nói chung là cái gì khi mà nó trải qua rồi, Trang thấy cái cuộc sống này nó so đủ màu hết. Đúng rồi, khi mình nói về giá cả tăng, nó đã tăng từ thời Covid rồi. Bây giờ lại đánh thuế vào xăng, với lại cúp dự án dầu hỏa, giá nó càng tăng lên nữa. Thành thử mình sẽ thấy cuộc sống nó rất là khó chịu. Dạ vâng, nếu mà tất cả mọi người muốn có cuộc sống rất là tốt, rất là yên tâm, Kim Trang là làm về bảo hiểm, life insurance, cũng trên 15 năm, 20 năm qua, tại sao Kim Trang lúc nào cũng vui vẻ, cũng dễ thương, cũng tung bay, tại vì Kim Trang rất là yên tâm. Tại sao mà Kim Trang biết làm sao cho bạn mua với cái giá rất là rẻ, nhưng mà lúc nào bạn cũng có bạc trăm, bạc triệu đồng để lại cho con cái, mặc bạc để dần tiền nó rất là khó. Bao nhiêu mới được 100-200 ngàn, trong cái đó bạn dần một số tiền rất là ít để chúng ta có cái bảo đảm cho cuộc sống con của mình, gia đình mình. Hãy gọi cho Kim Trang với số phone 909-910-5725, 909-910-5725, hoặc text cho Kim Trang số đó. Chính Kim Trang sẽ gọi trực tiếp đến quý vị và sẽ cho quý vị với giá tốt nhất và hãng good nhất. Kim Trang sẽ trở lại với tất cả khán giả sau các nhà bảo trợ. Dạ vâng, Kim Trang trở lại với khán giả của đài SET 57.11. Vừa nãy đã thảo luận cuộc sống muôn màu, và bây giờ âm nhạc nó cũng là một màu. Bởi vì sao? Cuộc sống của chúng ta rất là cần âm nhạc, lời ca và tiếng hát. Nói tới vấn đề này thì Kim Trang nghĩ là khi mà cái mùa Covid nó xảy ra, trong một gia đình vợ chồng mà không đi làm, hoặc là mình tiếp xúc với xã hội, tự dưng ai cũng bị gọi cái là cái sensitive. Mình phải rất là cẩn thận về lời ăn tiếng nói, bởi vì nó rất là dễ giận. Mình phải hiểu tại sao, bởi vì mọi thứ nó cảm thấy cho người ta lo lắng quá. Thành ra tốt nhất mình cũng mỉm cười. Và khi có cái sự giận hờn, nhất là trong tình cảm đôi lứa và trong tình cảm vợ chồng, thì chúng ta khi mình nói không được, chúng ta có thể mở một bài hát, hay mình nói, bởi vì cuộc sống nó quá ngắn ngủi,
thành ra những cái lời nói đừng giận em, đừng hờn em, mình cứ thổ lộ giống như một bài hát sau đây Kim Trang tặng đến cho mọi người để tránh cái sự hờn giận giữa tình yêu đôi lứa. Bài đó là lời cuối cho em hoặc là lời cuối cho anh nhá. Kim Trang xin kính tặng. Anh, em xin anh một lần cuối, đừng chát em, đừng giận em nhé anh. Anh, em van anh nói đi, anh nói đi, anh nói sẽ không bao giờ buồn. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, em chôn giấu đời ngàn năm lặn xa. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, em sẽ muốn kiếm yêu anh mà thôi. Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn vời vợi, thật nói thật chắc rằng em dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau, anh nói đi, anh nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, em chôn giấu đời ngàn năm lặn xa. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, em sẽ muốn kiếm yêu anh mà thôi. Dạ vâng, quý vị thân mến, cuộc sống của chúng mình bây giờ mọi thứ nó đang xảy ra. Chúng ta hãy chọn một cái màu nào dễ thương nhất, đáng yêu nhất để bày tỏ cái lòng tình yêu của mình cho những cái người mình cảm thấy rất là yêu. Bởi vì tại sao mình không dùng những cái lời ăn, tiếng nói, cái sự yêu thương của mình, dùng cái màu sắc đẹp nhất mà màu sắc từ xưa khi mình còn bé, mình mới lớn lên mình hay chọn để mà dành cho nhau những giây phút tuyệt vời. Và bài hát lời cuối cho em, Kim Trang tặng riêng đến khán giả đang theo dõi The Kim Trang Show. Và hãy nhớ comment tất cả những cái gì mọi người thích, những cái gì mà mọi người không thích, giống như thích Kim Trang về vấn đề gì, hát, chính trị, đề tài, thảo luận, hay là ăn khoa đàn, hoặc là chê chắc cái gì, mọi người cứ nói thẳng ra, Kim Trang sẽ tích lũy. Bởi vì Kim Trang đã ở với đài SET hơn 2 năm qua rồi, sự ý ái của khán giả đã làm cho Kim Trang Show đã tồn tại cho tới ngày hôm nay. Và bây giờ đây là An Khoa, là một người đã đồng hành với Kim Trang suốt từ đầu mùa cho đến cuối mùa. An Khoa này cũng là một người rất là tốt bụng và dễ thương. An Khoa dùng cái kiến thức của mình để hầu khán giả, và An Khoa bây giờ sẽ dùng tiếng hát của An Khoa để mà hầu cho tất cả khán giả đang theo dõi. Khoa xin mến tặng cho các bạn một nhạc phẩm rất là quen thuộc của Thanh Tùng, đó là nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi, bài hát vẫn quấn, bài hát mang bao kỷ niệm. Giọt nắng vẫn quấn, giọt nắng mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Khi thấy buồn
em cứ đến chơi. Cây sen lá đã bạt như vôi, sỏi đã rêu xanh, sỏi đã chưa quên chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết chưa nên lời, đã vội lãng quên. Bài hát tiềm trong khói thuốc từng giờ bình yên. Bài hát tiềm trong mắt biết từng chiều hoàn hôn. Trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không giọt nắng bên thêm. Rất là đẹp, long lanh bên thềm. Đôi lúc cũng có những giọt mưa, đôi lúc còn có mưa đá nữa. Nó rất là khó cho cuộc sống của mình. Bây giờ chúng ta phải sống cái đơn giản hóa. Chúng ta phải nhất định tích lũy, học hỏi, tích lũy những cái kiến thức, những cái hiểu biết, lược tất cả những cái gì mà mình cảm thấy nó làm cho mình khó chịu. Mình hãy bỏ nó qua đi, để mà chúng ta bắt đầu đơn giản hóa những cái gì đó, để cho cuộc sống của mình nó dễ thở hơn. Và mọi người muốn có cuộc sống bình yên, yên bình và dễ thương, cái quan trọng nhất đừng quên Life Insurance. Cuộc sống của bạn mà muốn được bảo vệ với những cái gì, lỡ bạn mất đi người thân yêu của bạn, có một cái gì đó cho bạn để lại, bạn hãy gọi cho Kim Trang. Đang nói chuyện với các bạn đây, chính Kim Trang sẽ giúp bạn với cái cách nào để cho quý vị bỏ ra một số tiền rất là nhỏ, một tô phở, một bữa ăn mà quý vị để dành được bạc trăm, bạc triệu cho bản thân bạn. Khi mà bệnh hoạn, bạn có thể lấy tiền ra xài được, và cho tất cả con cái của bạn, gia đình của bạn sẽ có được một cái nền tảng lỡ bạn mất đi. Hãy gọi cho Kim Trang 909-910-5725, 909-910-5725. Cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi The Kim Trang Show, và Kim Trang và Anh Khoa sẽ trở lại với tất cả mọi người trong kỳ tới. Bye bye!